Xin chào quý vị và các bạn đang đến với những thông tin mới nhất liên quan đến trận đấu giữa đội tuyển U17 Việt Nam và đội tuyển U17 Myanmar. Như vậy là ở trận đầu ra quân tại bảng Y, vòng loại U17 châu Á 2025, đội tuyển U17 Việt Nam đã có một trận hòa đáng tiếc trước đội tuyển U17 Kỳ Đây là một kết quả không hề tệ đối với đoàn quân của lân viên Roland. Nhưng muốn giành vé đi tiếp tại vòng chung kết thì tất nhiên các cầu thủ của chúng ta buộc phải giành chiến thắng cả hai lượt trận. Tiếp theo đó chính là cuộc đụng độ với đội tuyển U17 Myanmar và đối thủ được đánh giá mạnh hơn là đội tuyển U17 Yemen trong hai trận đấu còn lại. Nếu xét về mặt lý thuyết, nhìn vào kết quả ở lượt trận đấu mở màn, đội tuyển U17 Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại được đội tuyển U17 Myanmar khi mà trận đấu đầu tiên đội bóng ở nằm trong khu vực Đông Nam Á đã để thua một tỷ số rất động 1-6 trước đội tuyển U17 Yemen. Tuy nhiên trên thực tế thì rất khác so với những gì mà trên lý thuyết đã nêu ra. Đại diện đến từ Myanmar luôn là những đối thủ khó chơi dành cho các đội bóng những cấp độ của đội tuyển bóng đá Việt Nam, ngoại trừ đội tuyển quốc gia. U17 Myanmar chắc chắn sẽ làm tất cả trong trận đấu gặp đội tuyển U17 Việt Nam để có thể nuôi hy vọng đi tiếp, hoặc ít nhất cũng phải có được một kết quả tốt để có thể ra về trong những gì mà họ mong muốn. Điều này buộc thầy và trò lâm viên Zolan cần phải có sự chuẩn bị nghiêm túc để có được 3 điểm ở lượt trận thứ hai này. Xét về mặt lịch sử thì chúng ta cũng lấy đó làm niềm tự tin khi mà đội tuyển U16 Việt Nam vào năm ngoái đã thắng đội bóng này với tỷ số rất đậm 5-1. Tuy nhiên thì ở giải đấu đó thì chúng ta cũng thấy được là hiệp 1 của đội tuyển U16 Việt Nam đã thi đấu rất là khó khăn trước chính đối thủ này. Điều đó cũng cho thấy nếu như đội tuyển U17 Myanmar chơi tập trung và chơi kỹ luật thì đội tuyển U17 Việt Nam cũng không hề dễ dàng để có thể có được một chiến thắng và có được những bàn thắng trước đối thủ này. Lần này thì đội tuyển U17 Việt Nam có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và lại có một lợi thế nhất định là ở sân nhà được cổ vũ nhiệt tình đến từ khán giả nhà vì thế được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội tuyển Myanmar thiên thời địa lợi và bây giờ chúng ta chỉ mong chờ là nhân hòa nữa thôi chỉ cần có được một chiến thắng trước đội tuyển U17 Myanmar thì chúng ta vẫn mở toang ra được cánh cửa để đi tiếp và sau đó thì với niềm tự tin với niềm khát khao đó thì rất có thể là các chàng trai của chúng ta cũng thể đánh bại được đội tuyển U17 Yemen để có mặt ở vòng chung kết. Dĩ nhiên đội tuyển U17 Việt Nam không vào trận với sự chủ quan mà luôn có sự tập trung, nghiên cứu kỹ lối chơi của đối thủ và phát huy điểm mạnh của mình. Ngoài việc chơi trên sân nhà, Gia Bảo cùng với các đồng đội sẽ thi đấu sau trận đấu giữa đội tuyển U17 Yemen và đội tuyển U17 Kyrgyzstan nên dễ dàng đưa ra những tính toán và chủ động hơn rất nhiều để có thể tiếp cận trận đấu. Nếu khắc phục được một số vấn đề ở trận đấu ra quần, trong đó đặc biệt là khâu dứt điểm thì đoàn quân của Liên viên Roland sẽ làm được điều mà mình muốn và dĩ nhiên là hoàn toàn có thể làm được. Nhiều khả năng thì đội tuyển U17 Việt Nam sẽ ra sân để tiếp đón đội tuyển U17 Myanmar với đội hình gồm Xuân Tính, Hồng Quang, Tấn Dũng, Việt Anh, Hồng Phong, Việt Long, Hoàng Khanh, Nguyễn Lực, Đức Quỳ, Văn Khánh và Gia Bảo. Theo lịch thi đấu thì đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có trận đấu với đội tuyển U17 Myanmar vào lúc 19 giờ ngày hôm nay. À, trước đó thì vào lúc 16 giờ thì Yemen sẽ có trận đấu với đội tuyển U17 Kyrgyzstan. Các trận đấu này sẽ được trực tiếp tại kênh YouTube của FPT Play, nền tảng FPT Play, kênh YouTube của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và fanpage của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Quý vị và các bạn nhớ chú ý để theo dõi.